phút đơn sơ là những cái ôm đầu tiên, là lúc nắm tay hẹn hò tung tăng giữa phố đông người, thèm thùng trao nâu cảm giác chiếc hôn đầu tiên. Và đến bây giờ thì con tim em cũng đã hững hờ, lời nói chia tay của em làm anh đau.